Hello các bạn nha Em Sơn thì xưa nay vẫn uh, Chủ đề đầu cối, băng cối Rồi các cắt xét CD Rồi băng VHS video Băng tám trách đủ mọi thứ Cả đầu đài, cả đầu cối, băng cối Các audio xưa à, Thì cái clip này không liên thoại liên thuyền là Em lên cho anh em những cái cặp xương nhôm mà Của băng năm nhá Đấy là những cái hàng sưu tầm đấy Muốn mua chịu anh em nhá Hàng zin về có sao bán vậy anh em nhá, Đẹp long lanh luôn Đấy, thì anh em nào thích nhôm Mấy năm thì có hai cặp meter hai cặp meter này miễn chê luôn đấy anh em nào mà gọi là thích đồ đẹp đồ vip thì sưu tầm nhá chứ không có số lượng đâu đấy. hàng nguyên hộp đấy. được hai cặp được hai cặp thôi cảm ơn anh nha